Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chúng ta hãy cùng học lời Chúa chung với nhau buổi sáng hôm nay. Bài học mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em có tựa đề đó là Chúa vẫn đang trị vì. Chúa vẫn đang trị vì. Đọc tin tức mỗi ngày, nhìn những gì đang diễn ra trong thế giới, dễ dàng chúng ta ngã lòng thất vọng và nói rằng có lẽ không có Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì nếu thật sự có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng toàn năng, tại sao Chúa lại để cho những điều ác xảy ra? Tại sao có nhiều khi người làm điều ác lại được thắng thế, trong khi đó những người công bình, những người công chính lại bị thua thiệt? Như vậy thì có sự công chính trong đời này không? Bất công quá. Và người ta kết luận là có lẽ không có Đức Chúa Trời, hoặc là Chúa đã chết rồi. Sau khi Ngài tạo nên thế giới thì Ngài phó mặc, muốn tới đâu thì tới, giống như là Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ ngồi uống rượu và xem tiên nữ múa thôi. Và sáng hôm nay chúng ta đến với lời của Chúa để xem ý tưởng đó có đúng hay không. Và chúng ta cùng học lời của Chúa chung với nhau. Ma-thi-ơ đoạn 13, từ câu 24 đến câu 43. Tôi xin đọc cho chúng ta nghe. Đức Chúa Giê-xu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy cỏ lùng do đâu mà có? Chủ đáp: Một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: Không nên. E khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giê-xu vào nhà. Các môn đồ đến thưa với Ngài: Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp: Người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Quá tuyệt vời. Một câu chuyện quá hay, phải không quý vị? Thật ra là từ nhỏ tôi đã được dạy nó rồi và tôi đã đọc nó nhiều lần. Nhưng mà sáng hôm nay khi đọc lại từng chi tiết trong câu chuyện này, quá tuyệt vời. Và chúng ta không thể tưởng tượng được rằng 2000 năm trước mà Chúa Giê-xu đã nói những điều này, ngày hôm nay vẫn vô cùng thích hợp. Trong khi con người dễ lỗi thời lắm, và đặc biệt là trong thời kỳ của chúng ta đó, thì sắp sửa đổi iPhone, cứ ra là đổi. Trong khi đó nếu chúng ta nghe những lời của thế hệ trước thôi là mình đã thấy không còn thích hợp nữa rồi, đúng không? Nhưng mà 2000 năm trước chính Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này. Ngày hôm nay nếu chúng ta áp dụng vào thực tế của đời sống, vô cùng tuyệt vời. Hãy ghi nhớ phân đoạn Kinh Thánh này. Về nhà ít nhất đọc lại một lần. Đọc lại nhiều lần càng tốt. Chúng ta thấy câu chuyện mà Chúa Giê-xu nói đó, nói về lúa mì và cỏ lùng.
Ở Việt Nam thì người ta không có trồng lúa mì, trồng lúa gạo thôi, hay là trồng cao lương là bo bo. Nhưng mà lúa mì là một trong những cái ngũ cốc vô cùng quan trọng của thế giới. Và lúa mì, cái hình ở bên tay phải đó là hình của cây lúa mì. Rồi phía bên tay trái, kế bên đó là hình của cây cỏ lùng. Chúng ta có thấy giống nhau không? Thậm chí khi làm slide thì tôi cũng lẫn lộn nữa, không biết là bên nào là lúa mì, bên nào là cỏ lùng nữa đó. Và chúng ta biết là Chúa Giê-xu dùng một ví dụ, đó là lúa mì và cỏ lùng giống nhau y hệt. Giống nhau đến nỗi có thể lẫn lộn, và chỉ chờ thời gian cho đến khi lúa chín, lúc bấy giờ thì mới rõ được cây nào là lúa mì, cây nào là cỏ lùng. Một trong những thắc mắc muôn đời của nhân loại, như chúng ta đã nói từ đầu, đó là tội lỗi, điều ác từ đâu mà có? Tại sao Đức Chúa Trời là đấng tạo nên thế giới, Đức Chúa Trời là đấng tạo nên con người, tại sao Chúa quyền năng mà lại cho phép điều ác? Chắc là Chúa bất lực rồi, hay là không có Chúa, hay là hoặc giả Chúa đã không còn quyền năng gì nữa để can thiệp rồi. Và chúng ta sẽ thấy ở đây Chúa Giê-xu nói rất rõ, vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Chủ là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên thế giới này, Ngài tạo nên con người của chúng ta, trong đó có từng cá nhân, có những quốc gia, có những dân tộc, có những thế hệ. Và Chúa nói rằng chúng ta là giống tốt của Ngài. Sáng thế ký, câu chuyện về sáng tạo, mỗi lần tạo nên cái gì đó thì Kinh Thánh nói rằng Ngài thấy điều đó là tốt lành. Và thậm chí có chỗ nói rằng Ngài thấy điều đó là rất tốt lành. Hãy ghi nhớ điều đó. Chúng ta là tạo vật của Ngài. Khi tôi cầu nguyện cho một người bệnh, khi tôi cầu nguyện để giải cứu một người bị quỷ ám, thì tôi ghi nhớ điều này: Chúa ơi, đây là tạo vật của Ngài. Đây là hạt giống tốt mà Ngài đã gieo ra trong cuộc đời này. Dù bề ngoài của họ ra sao, dù bề ngoài vô cùng thảm hại, một người nghiện ngập, một người bị tà linh, mặt mày bị sai xẻ, nhưng con biết rằng đây là hạt giống tốt mà chính Đức Chúa Trời đã tạo nên, đã gieo ra trong cánh đồng của Ngài. Nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ yêu thương những con người hư mất chung quanh mình. Nếu chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ không sợ hãi trước một người đầy uy quyền, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn sâu thẳm đằng sau cái vẻ uy quyền nạt nộ đó là một tấm lòng cô đơn trống trải cần đến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời nghe gieo giống tốt ở trong ruộng của Ngài, chúng ta nhìn một người nghiện ngập, thân xác tồi tàn chẳng ra gì, chúng ta có thể nhìn xuyên thấu và thấy rằng một con người cần đến Đức Chúa Trời. Họ có một linh hồn cao quý, có giá trị vô cùng. Ông bà chị em ơi, lời của Chúa nhắc chúng ta buổi sáng hôm nay về điều đó. Và chúng ta biết rằng thế giới này là cánh đồng của Chúa. Dĩ nhiên là ngày hôm nay ma quỷ tràn lan, ngày hôm nay các thế lực đang chiếm hữu. Nhưng mà hãy nhớ rằng trên hết mọi sự đó, Đức Chúa Trời, Ngài là chủ của đồng ruộng này. Có ai có một căn nhà bỏ vào đó những điều dơ dáy không? Không. Chúng ta chỉ muốn chất chứa trong đó những điều tốt. Có ai có một miếng vườn, có một cánh đồng mà trồng lên đó những hạt giống xấu không? Không. Và Chúa nói rằng Ngài là người chủ đã gieo những hạt giống tốt trong cánh đồng của Ngài. Thế thì tại sao tội lỗi ở đâu? Câu 25 nói rất rõ. Lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Đích thị ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó đã đến, nó đã quyến dụ Adam và Eva. Và Adam và Eva trong một lúc nhẹ dạ, trong một lúc thiếu tin cậy nơi Đức Chúa Trời, đã bán thế giới này,
và ma quỷ bắt đầu vào đó. Cỏ lùng bắt đầu mọc lên. Chúng ta biết là cỏ lùng và lúa mì khi nó mọc, Chúa không dùng như nó là một cái cây độc lập, mà là dùng cái cỏ lùng và lúa mì, dùng cánh đồng. Chúng ta biết ngày hôm nay đó, khi gieo mạ rồi cấy lúa trên một cánh đồng, thì những cái cây lúa nương vào nhau, mọc thành từng bụi, mọc thành từng bụi, ở bên dưới là rễ chằng chịt, phải không? Cho nên cỏ lùng cũng vậy, khi kẻ thù mà gieo cỏ lùng vào đó, thì rễ của lúa, rễ của cỏ lùng nó cũng quấn với rễ của lúa mì, và rất khó phân biệt, nó chằng chịt với nhau, chằng chịt với nhau ở trong đó. Và chúng ta thấy, ngay trong Matthew đoạn 13, thì là cũng khẳng định một lần nữa, Chúa là chủ, Ngài gieo giống tốt, còn kẻ thù thì đã đến, gieo ra những điều tội ác, những điều xấu xa, sự chết chóc, sự chia ly, nỗi buồn, sự hình phạt. Đó là công việc của kẻ thù. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta sẽ không thể trả lời được câu hỏi muôn đời của nhân loại. Tội lỗi ở đâu mà có? Có những triết gia, người ta biện luận về nhiều điều khác nhau. Nhưng mà chỉ khi đến với lời của Chúa, và chỉ khi đến với một câu chuyện vô cùng đơn sơ mộc mạc, đầy nông dân của Chúa Giê-xu, thì Chúa bày tỏ cho chúng ta chân lý rất rõ ràng, rất rõ ràng. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà chúng ta nhìn thấy trong thế giới ngày hôm nay. Ngay cả trong hội thánh của Chúa nữa, có điều tốt, có lẫn những điều xấu cũng không ít. Trong thế giới này có những điều rất tốt, nhưng mà cũng có những điều xấu. Và ngày cuối cùng thì điều tốt cũng nhiều mà điều xấu cũng tăng lên, bởi vì bản chất của lúa mì và cỏ lùng đó là cả hai cùng mọc lên, cả hai cùng tăng trưởng. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Giải quyết như thế nào? Các môn đồ đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Tôi, có tôi ở đó, tôi cũng sẽ hỏi người chủ vậy thôi. Chú ơi, con tức lắm. Con thấy cái chuyện bất công là con không thể nào chấp nhận được. Con thấy cái người gian ác là phải tiêu diệt đi cho rồi. Có bao giờ quý vị đi ngoài đường, thấy một cái thanh niên mà lạng lách rồi đánh võng ngay trước mặt mình á, mình cảm thấy trong lòng bực bội lắm, và nhiều khi nói mong cho tai nạn chết trước mắt, đúng không? Thật ra là cái lòng bức xúc ở trong chúng ta mong muốn những điều tốt lành, và giống như là các môn đồ ngày xưa thôi, Chúa ơi, kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng vào trong ruộng của chủ, vậy thì phải làm gì đi chứ, không thể để như vậy được. Chủ có muốn chúng tôi nhổ nó không? Chúa nói làm sao? Không nên. E khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Thật ra, Chúa thì không lầm đâu. Bởi vì Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Chúa biết tâm trí của con người. Cho nên Chúa biết chỗ nào đích xác đó là cái rễ của cỏ lùng, chỗ nào đích xác là phần rễ của lúa mì. Và Chúa có thể tách ra một cách rất rõ ràng. Nhưng mà Chúa, Ngài nói rằng không nên, e khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cảm ơn Chúa. Trong hội thánh có cỏ lùng không? Có. Nếu chúng ta học lời của Chúa thì chúng ta sẽ không còn vấp phạm nữa. Bởi vì có rất nhiều người nói tôi không đến với hội thánh đâu. Hội thánh sao mà toàn là tranh cạnh, rồi toàn là nhiều điều gì không à, ngay cả mục sư cũng không ra gì. Chúa đã nói từ 2000 năm rồi mà. Chúa không bao giờ dự định như vậy. Ngài gieo giống tốt, nhưng mà kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng. Cho nên tất cả những điều đó cùng lớn lên, cùng lẫn lộn là chuyện tự nhiên. Rồi xin hỏi là trong chính con người của mình có cỏ lùng không? Có. Cảm ơn Chúa, chúng ta rất là chân thành, đúng không? Và tôi cũng phải chân thành nhìn nhận là ngay trong chính con người của mình,
Chúa có gieo lúa mì. Chúa có gieo lúa mì. Trong đó có nhiều điều tốt lành lắm. Nhưng mà chỉ cần một lúc sơ hở thôi. Lúc mọi người ngủ. Và Kinh Thánh nói rất là chính xác. Không phải là lúc mà người chủ ngủ. Tại vì Thi Thiên 121 nói rằng Đức Giê-hô-va không buồn ngủ, không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Chúa thì không ngủ, nhưng mà mọi người ngủ. Tôi cảm ơn Chúa là những giai đoạn mà hội thánh gặp bắc bớ, lúc bây giờ cầu nguyện rất nhiều, nhờ cậy Chúa rất nhiều. Lúc bây giờ hội thánh mạnh mẽ hơn bây giờ. Khi hội thánh được tự do hơn thì dường như thiếu cầu nguyện. Khi đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi đời sống của chúng ta thiếu thốn, bệnh tật, gặp nan đề, chúng ta tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Khi đời sống của chúng ta hanh thông, chúng ta xa rời Chúa hơn. Và đó là lúc mà mọi người ngủ. Ma quỷ, kẻ thù của Chúa, nó biết rõ khi nào mình ngủ, khi nào mình đang thiêu thiêu và sắp sửa gục. Và nó đã chuẩn bị sẵn hạt giống của cỏ lùng rồi. Ồ, chúng ta nói điều này không phải để đùa đâu. Chúng ta biết là cái bức xúc của con người đó là chúng ta muốn nhổ cỏ ngay. Nhưng mà Chúa nói không, hãy để đó. Tác giả của Thi Thiên 37, ông đã rất là buồn phiền. Ông đã đến với Chúa và hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, bây giờ con phải làm sao? Tại sao có những kẻ ác thì lại được thịnh vượng, trong khi đó người công chính thì lại gặp thiếu thốn? Và tác giả của Thi Thiên đã nói rằng, chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác, vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Một trong những điều mà chúng ta có đó là mình rất là nóng vội, không có chờ được đến mùa gặt đâu. Nhưng mà Chúa thì chờ đến mùa gặt. Và chúng ta muốn giải quyết ngay. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng phiền lòng vì kẻ làm dữ, vì chẳng bao lâu nữa thôi. Một thời gian nữa thôi, một chút nữa nó sẽ không còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình, hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác. Và một điều nữa chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời. Chúa nói, cứ để đó. Bởi vì Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn cho mọi người đều ăn năn. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta chân thành thì chúng ta phải thừa nhận rằng trong cuộc đời của mỗi một người, chúng ta có lúa mì, nhưng mà cỏ lùng cũng có ở trong đó nữa. Chằng chịt với nhau, rễ nó quấn vào nhau, nó mọc lên. Có những giai đoạn thì lúa mì lấn lướt, có những giai đoạn thì cỏ lùng lấn lướt. Và Chúa, nếu mà Chúa vội vàng như các môn đồ thì chúng ta sẽ không còn đâu. Chúng ta đã bị nhổ rồi. Và chúng ta thấy trường hợp của Sao-lơ trong công vụ các sứ đồ nói rằng Sao-lơ đã là một người bắt bớ đạo của Chúa. Nhưng sau đó Chúa biết trước rằng con người này sẽ quay trở lại, sẽ nhìn thấy ánh sáng. Con người này sẽ trở thành một công cụ trong tay của Chúa. Trong khi đó, khi Chúa bảo Anania hãy đến đặt tay trên Sao-lơ, thì Anania nói như thế nào? Chúa ơi, không thể được. Người này nổi tiếng là người bắt bớ đạo của Chúa, bắt hại hội thánh của Chúa. Bây giờ con đến cho bị giết sao? Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, có lẽ đời sống của con trong giai đoạn này có nhiều cỏ lùng hơn là lúa mì. Nếu Ngài đã làm đối với Sao-lơ, xin hãy thực hiện điều đó trong cuộc đời của con. Rồi một trường hợp khác là Phi-rơ. Chúng ta biết là Phi-rơ là một trong những môn đồ rất thân cận của Chúa Giê-xu. Đi đâu thì Chúa đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng đi theo. Nhưng mà ở trong Ma-thi-ơ thì có nói là Chúa quở trách Phi-rơ. Chúa nói rằng, ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ồ, một môn đồ thân cận với Chúa mà có lúc để cho kẻ thù nó gieo cỏ lùng vào, thì chúng ta được nhắc nhở
phải thức tỉnh, phải thức tỉnh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhau. Nếu không có lời của Chúa, thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là lúa mì, đâu là cỏ lùn. Không có hội thánh để khích lệ nâng đỡ lẫn nhau, thì khi chúng ta yếu, cũng chẳng ai hay để cầu nguyện thay cho mình, để giúp đỡ mình. Cho nên, bài học buổi sáng hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta. Đừng nghĩ mình mạnh mẽ. Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Chúng ta cần nhau, chúng ta cần hội thánh, chúng ta cần anh em, chúng ta cần lời Chúa, chúng ta cần đến với buổi thờ phượng. Để ở đó, lúa mì sẽ được mọc lên và nó sẽ lấn lướt đến nỗi cỏ lùn không có chỗ nữa. Nếu chúng ta xa cách Chúa, thì cỏ lùn sẽ mọc lên và làm cho lúa mì bị nghẹt ngòi. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ, kiên nhẫn của Chúa là người chủ đã trồng chúng ta ở trong vườn của Ngài. Chúng ta biết, Chúa không có nóng vội như là các môn đồ. Các môn đồ thì muốn giải quyết ngay, muốn xử lý liền, để còn nhổ cỏ lùn ra khỏi ruộng nha. Chúa nói không. Bởi vì Đức Chúa Trời có kế hoạch của Ngài. Ở Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 40 đến câu 43 thì nói rất rõ ràng. Như cỏ lùn bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa. Nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Còn người công bình sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của cha mình. Chúa rất là bình tĩnh, phải không? Không có vội vàng. Chúa nói để đó đi. Mùa gặt sẽ đến. Và mùa gặt, Chúa giải thích ở đây, mùa gặt là ngày tận thế. Tôi hy vọng rằng chúng ta không ai mà không tin vào ngày tận thế. Ngay cả thế giới ngoại đạo, người ta cũng biết rằng sẽ có một ngày kết thúc lịch sử của nhân loại. Ngày đó là ngày cận tận thế. Và Chúa Giê-xu cũng nói rất rõ trong bài học này, ngày tận thế là ngày của mùa gặt. Lúc bấy giờ, trắng ra trắng, đen ra đen, lúa mì xuất hiện thành lúa mì, cỏ lùn sẽ lộ ra là cỏ lùn. Và lúc bấy giờ thì là người chủ sẽ sai thiên sứ phân nó ra, phân nó ra. Ma-thi-ơ đoạn 25, chúng ta chịu khó lắng nghe hơi dài một chút. Khi con người đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải, dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải: hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Kế đó Ngài phán với những người bên trái rằng: hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Rất rõ ràng, Chúa biết kế hoạch Ngài dành cho thế giới này là gì. Chúa biết rồi đến một ngày sẽ không còn lẫn lộn nữa đâu. Giống như một người chăn phân ra đâu là dê để bên trái, đâu là chiên để bên phải. Dê bị quăng vào lò lửa, chiên bên phải được đi vào nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Ai trong chúng ta đang phiền lòng vì: Chúa ơi, tại sao con trung tín với Ngài? Tại sao con sống cho Ngài? Tại sao con dâng hiến cho Ngài? Tại sao con chịu bắt bớ vì cớ Ngài mà đời sống của con dường như không thịnh vượng bằng đời sống của những người làm ác chung quanh mình? Nếu chúng ta chân thành, chúng ta phải thừa nhận rằng có những lúc chúng ta rất phiền lòng, đúng không? Có những lúc chúng ta phiền lòng, có những lúc thậm chí chúng ta hờn Chúa nữa.
Chúa ơi, tại sao như vậy? Tại sao bệnh tật đến đến con da dẳng mà Ngài không chữa lành? Tại sao? Và Chúa nói rằng, con ơi, hãy bình tĩnh. Mùa gặt rồi sẽ đến, không xa đâu. Mùa gặt đó sẽ phân ra rất rõ ràng. Phần thưởng dành cho con. Phần thưởng dành cho con không phải là bất chợt đâu. Đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Chúng ta hãy xem Khải Huyền đoạn 20 nói gì. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai. Và các sách được mở ra, một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Chúa nói rất rõ. Và không phải một sách ở trong Kinh Thánh. Không phải Chúa dùng một người ghi lại đâu. Matthew trình bày rất rõ. Sứ đồ Giăng trình bày điều này ở trong Khải Huyền. Và ngay cả người không biết Chúa tận trong thâm tâm biết rằng sẽ có một ngày tận thế. Chớ phiền lòng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta hy sinh cho Ngài. Thật ra những điều mình hy sinh cho Chúa không đáng với những điều Chúa hy sinh cho chúng ta đâu. Những gì chúng ta làm cho Ngài tưởng chừng thua thiệt. Tưởng chừng sao mà không thấy kết quả gì cả. Những gì chúng ta cống hiến cho Ngài tưởng chừng như không ai nhận biết cả. Nhưng mà Chúa nói, con ơi, đến ngày mùa gặt, hãy bình tĩnh đi, hãy kiên nhẫn một chút. Bởi vì nếu bây giờ mà phán xét, nếu bây giờ mà giải quyết, thì e là con cũng không còn sống nữa đâu. Bởi vì trong chính con có lùn cũng rất nhiều. Hãy chờ. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa, một câu chuyện đầy chất nông dân quê mùa. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã dùng để bày tỏ những điều mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dùng câu chuyện rất đơn sơ để bày tỏ và trả lời cho chúng ta biết điều ác tại sao lại tồn tại trong thế giới này mà lâu dài như vậy, tại sao còn phát triển nữa? Tại sao cơ đốc nhân lại gặp khó khăn, lại chịu hy sinh? Và Chúa ban niềm hy vọng cho chúng ta. Niềm hy vọng đó, một ngày kia, Chúa sẽ ban thưởng cho những người thuộc về Ngài. Kính mời hội thánh chúng ta hãy đứng lên.